Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay Văn Anh Audio sẽ giới thiệu cho mọi người so sánh ba loại loa Fishman. Đây này, các bạn nhìn đây, những loại loa này là dành cho nhạc cụ thuộc dòng nhạc acoustic các bạn nhé. Tức là đại đa số là chơi với một cái guitar với một người hát. Thì loa nhỏ nhất để là loa tên nó là Loudbox Mini. Đó. Thì guitar, cái chỗ lỗ này mình sẽ cắm đàn guitar vào đây. Còn cái lỗ này người ta ghi chữ mic ở đây là mình có thể cắm cái micro vào đây. Đó. Và cái bộ nút chỉnh của nó thì nó đơn giản là không có gì cả, thì đại đa số mình chỉ cần là chỉnh 50% là ok rồi. Và effect của nó thì chỉ có mỗi cái reverb không thôi. Đó. Đó, của đàn thì cũng có reverb mà của mic cũng có cái reverb riêng. Đó, rồi ok. Còn loa đây là loa công suất 120W, cái loa vừa rồi là công suất loa này công suất 60W các bạn này. Đó. Còn loa này là công suất 120W, còn loa này là 180W. Đấy, tiếp theo thứ tự nó to dần lên. Thì các bạn nhìn xa xa để xem thấy sự khác nhau giữa kích cỡ của cái loa. Đấy. Loa này 120W thì là có hai kênh độc lập. Loa này 60W cũng có hai kênh độc lập nhé. Loa này hai kênh độc lập nhưng mà hai cái hệ nút vặn nó riêng biệt. Và cái này có hai bộ effect. Đây là effect A và effect B. Đó, effect A thì gồm là reverb 1, reverb 2, delay và echo. Effect B gồm là cho root 1, cho root 2, flanger và slap echo. Mình có thể là sử dụng là độc lập từng effect từng kênh hoặc là trộn hai effect này vào cùng một kênh đều được. Đó, ngoài ra là tất cả ba cái loa này nhé đều có bluetooth. Đó, đều có bluetooth. Rồi, tiếp theo loa 180W với cả 120W thì gần như là hai cái hệ này y chang như nhau, là đều có hai bộ effect độc lập và có thể trộn được hai bộ effect này trên cùng một kênh, có thể độc lập và có thể trộn. Rồi, cũng có bluetooth. Và hai loa này thì có nút, đó là nút phantom, tức là nút cấp nguồn cho micro loại mà cần phải có cái nguồn cấp. Người ta gọi là micro condenser hay là nó khác với cái micro dynamic. Dynamic thì không cần phải cấp nguồn, nhưng mà micro condenser thì nó cần phải cấp nguồn, như cái mic mà mình đang cầm trên tay là phải cấp nguồn. Thì cái mic này nó không thể dùng được cho loa này. Và một số bạn là có cái micro mà cái kiểu là các bạn hay hát thu âm ấy, các bạn xem trên mạng này nhiều người livestream cái mic to ấy mà có cái lưới ấy, thì mic đấy là cũng không dùng được cho cả ba loa này. Bởi vì sao? Điện cắm vào cái loa 120W và 180W thì đều dùng được, vì đó đều có nguồn cấp. Nguồn cấp ở ẩn cái nút này là có cái nguồn cấp. Nhưng cái mic để lại là mic siêu nhạy. Siêu nhạy có nghĩa là các bạn để xa này hát vẫn được mà. Thì có nghĩa là khi mà các bạn bật loa một cái là từ cái tiếng của loa nó dọi ra cái mic này là có như nó bị hú. Đấy, không phải là nó không hát được, không thu được, nhưng mà nó sẽ bị hú. Dẫn đến là các bạn chỉ cần mở to tí thì thôi nó hú rồi, cho nên mic đấy không dùng để hát live trực tiếp được. Thì mic chỉ có mic bình thường như chúng ta vẫn hát karaoke, hoặc là những cái mic dạng dài dài này của Shure hoặc là của một số hãng khác thì mới hát được. Như các bạn nhìn thấy không, sự khác nhau giữa to đến nhỏ. Và tương tự như thế thì âm thanh cũng sẽ thay đổi. Về cơ chất âm thì sẽ không có sự khác biệt nhau, về cái chất thì không khác, nhưng mà về công suất nó khác. Loudbox Mini là loa được thiết kế để đi du lịch, cho nên nó có hai phiên bản, một phiên bản là dùng điện và một phiên bản dùng pin. Phiên bản dùng pin rất đắt. Đó. Phiên bản dùng điện là giá là 8,9 triệu, phiên bản dùng pin là 13,3 triệu, cho nên là nó rất đắt. Nên các bạn muốn tiết kiệm chi phí, các bạn mình khuyên các bạn nên mua cái bản dùng pin thôi, bản dùng điện thôi, có 8,9 triệu, mà các bạn phải thêm tận đến 4 triệu hay là 5 triệu mấy, 5,3 triệu cho cái chi phí cái cục pin đấy. Đó, bởi vì cái pin của loa Fitman này nó rất xịn, nó dùng lâu năm không bị chai. Còn pin của một số loa kéo các bạn thấy không, trên thị trường loa kéo chỉ cần dùng 1 năm 2 năm sau bắt đầu pin nó chai rồi đấy. Những cái loa này 60W này cân nặng của nó là 9 cân, hơn 9 cân một tí, 9 cân 6 đấy. Trông rất nặng nhé, 9 cân 6 nặng, mình xách đây thoải mái. Ok, một tay của mình vẫn xách được. Loa 120W thì cân nặng của nó là 11 cân 3. Đó, 11 cân 3. Đó, nhưng mà mình cũng xách được bằng tay, rất là đơn giản, gọn nhẹ, đây có thể đi lại được đây, thoải mái. Đó, khi loa nó chuyển hóa thành cái loa 180W đây các bạn này, thì bề to của hai cái phần này với cả này nó không có to lên nhiều lắm, mà nó phát triển theo chiều dọc. Đấy, cái hay ở chỗ đây, phát triển theo chiều dọc để cho cái người chơi người ta dễ xách. Mà cái loa này cân nặng của nó là 13 cân 3, tức là vẫn phạm vi một người vẫn xách thoải mái để đi được đấy.
Như vậy là hệ của ba cái loa này nó hay ở chỗ là nó thiết kế để chúng ta có thể xách đi được, đi chơi được. Rất hay. Cái độ xịn của nó thì các bạn chỉ cần nhìn qua video thì sẽ thấy được độ xịn rồi. Từ cái phần da này, phần các nút bọc và phần ế căng của nó đây, sờ vào nó mịn ơi là mịn, sướng. Đấy, sờ vào rất đấy cả tay. Đó, logo nó cũng xịn. Và các chữ ở trên này nó in cũng rất là nét đẹp, màu sắc đẹp. Đấy. Bây giờ mình bật cái mic này lên nhé. Hiện tại là mình đang cắm cái micro này vào cái loa này và mình cũng đã có clip review của loa 180W này rồi. Thì hôm nay cơ bản là so sánh ba loa này nha bạn. Bật lên. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy các bạn thấy rất hay. Tiếng âm. Đó. Rồi, chỉnh cái phép này. Sang reverb này. Lè. 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 Reverb 2 này. Lê, 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 alo, 1, 2, 3, 4. Thì về cơ bản là cái loa mà 180W với cả 120W thì bộ điều chỉnh này không có gì khác nhau. Khác nhau là cái chất tiếng, tức là cái giải tần của 180W nó đầy hơn và nó ấm hơn. Nó ở cái phần trầm của nó. 120W thì các bạn phần trầm nó không bằng 180W được, nhưng mà cũng rất hay, cũng rất là trầm. Nó là thuộc loại là trung trầm và trung, là có loa tít tơ là cao, có cái là trầm rồi trung trầm rồi trung rồi có âm cao. Còn cái lao động bóc mini này ấy, thì nó chỉ giải tần là âm trung và âm cao thôi, tức là nó tương ứng với âm của một cái người chơi guitar và một người chơi hát, nghe nó chưa đã. Khi mà các bạn phát nhạc bluetooth vào cái loa này nghe cũng bục cục, cũng căng nha các bạn nhé, phát nhạc vào cũng căng lắm. Còn loa 120W thì nó có độ sâu hơn, trầm hơn. Nó 180W thì nghe bùng bùng bùng. Đấy, người rung luôn. Đấy. Nó là như thế, khác nhau như thế. Thì cứ ưu tiên cái loa nào mà công suất lớn thì các bạn mới biết nguyên tắc là cứ công suất lớn thì nó sẽ âm giải, âm sẽ rộng hơn này. Rồi có thêm được nhà sản xuất sẽ trang bị thêm nhiều chức năng hơn. Còn chúng ta muốn gọn nhẹ, đơn giản nhất cho các em nhỏ, các em học sinh thì, hoặc những gia đình nào thích đi du lịch mang cái này là ok. Đối với loa lắp bóc mini này thì mình tư vấn các bạn có thể dùng trực tiếp một cái micro có dây ghim vô đây. Đó. Hoặc các bạn có thể mua bên Văn Anh Audio có bộ micro không dây, một cặp micro không dây giá cũng rất rẻ, 2.4 triệu. Các bạn có thể ghim vào đằng sau này. Đó, đằng sau, phía sau này của loa. Đấy. Ghim vào phía sau này của loa, nó có hai cổng input ở đây. Thì các bạn vừa chơi được hai micro và đằng trước này vẫn còn thừa hai cổng thì các bạn có thể chơi hai cái đàn guitar. Đấy là một cách rất hay để các bạn có thể là chơi được hai đàn guitar và hai micro. Đấy, còn thông thường thì loa này chỉ chơi được một đàn một mic thôi. Và khi mà muốn chơi thêm một đàn nữa thì cái chỗ này các bạn phải có mua thêm một cái dạng chuyển nhé, chuyển từ ba chân này sang 6 ly, hoặc là mua cái dây chuyển để ghim mua cái này vào đàn guitar. Còn đối với loa lao bóc mini là cái hai lỗ này đều là lỗ đa năng, tức là các bạn có thể dùng jack 6 ly cắm vào đây cũng được, dùng jack ba chân tức là jack cân ông đều cắm vào đây được. Đấy, cái này là rất hay ở chỗ này. Đó, và phía sau của nó đây các bạn, phía sau của nó thì có cái chỗ này để các bạn cắm bê đan vào, bê đan tức là cắm một cái bê đan như cái đàn organ thì là dẫm chân một cái. Đấy, dẫm chân một cái thì nó sẽ cắt effect. Đấy, như bây giờ mình đang nói đấy, các bạn thấy nó có vang vang đúng không? Thì bây giờ giả sử mình có cái pedal thì mình dẫm chân một cái thì nó sẽ như này, nó sẽ cắt cái effect đi. Đấy, để mình nói chuyện MC chẳng hạn. Trước khi mình giới thiệu bài hát thì mình dẫm chân vào để mình giới thiệu MC xong là hát. Lúc mình cần hát thì mình đạp chân một cái thì nó sẽ có cái effect nó vang lên. Như vậy là cái chức năng foot switch này là để bật tắt cái effect. Output input là để cắm cái nguồn nhạc vào hoặc cắm những cái thiết bị khác vào như là mixer, micro không dây có vang, cắm vang số vào đây, đấy, đều được hết. Mix DI out tức là cái nhạc là cái cổng này các bạn có thể lấy tín hiệu nguyên gốc, tức là tín hiệu không có qua cái bộ effect, tức là khi các bạn lấy tín hiệu từ đây ra mixer thì nó sẽ không có vang, không có cái gì hiệu ứng của cái loa này mà chui ra cả. Đấy, có nghĩa là để mình thu âm. Nhiều người thu âm thì người ta muốn lấy cái tiếng gốc, sau đó người về người ta thêm gì vào thì người ta thêm reverb, thêm echo theo ý người ta thì người ta sẽ lấy tín hiệu từ đây.
hoặc khi mình truyền ra một cái hệ thống âm thanh to hơn. Nhiều người người ta sẽ dùng là dùng một cái loa này trên ở sân khấu lớn. Mình thì vẫn dùng cái loa này, mình đặt ở trước ngược lại mình để mình làm cái monitor, mình nghe cái âm đàn của mình, chỉnh theo ý của mình nghe theo hát mình, chỉnh theo ý của mình, và mình đưa cái tín hiệu này ra một cái âm thanh to hơn, đưa ra cho cái người chỉnh cái dàn âm thanh to, đưa ra mixer đấy, dàn âm thanh sân khấu có thứ to hơn thì mình đưa cái này ra, còn cái này mình sẽ quay lại làm monitor để trong trường hợp mình ở trên một cái sân khấu lớn. Rồi đây là còn có effect loop đấy. Cái này thì mình effect loop có nghĩa là mình sẽ cắm phơ vào đây các bạn nhé, cắm những cái bộ mà phơ của những cái guitar đạp đấy, là chuyển phơ đấy. Đấy thì là nó nằm ở đây, hai cái này. Còn cụ thể nào thì tùy theo từng phơ mà có những cái hướng dẫn sử dụng riêng. Chỗ này để chúng ta cắm effect loop, tức là cắm những cái bộ phơ, một cái vào một cái ra đấy. Và đây cũng là cái tín hiệu ra đấy, chỗ này là tín hiệu ra DI out, tín hiệu ra mà trước khi mình có chỉnh EQ. Đấy, còn tín hiệu ra này đã được tín hiệu ra này đã được trộn với effect. Tín hiệu ra này là tín hiệu gốc các bạn nhé. Nó sẽ có hai cổng ra, đây và đây. Đấy, thì tùy các bạn thích lấy cái tín hiệu nó ra cũng được. Lấy tín hiệu này ra thì nó có effect đi cùng vì nó ghi chữ mic này. Còn tín hiệu này là pre này, tức là tín hiệu nguyên gốc trước khi có cái sự can thiệp effect. Rồi, channel 1 cũng thế, đấy là hai channel này sẽ tách độc lập cho các bạn này, thấy không? Có nghĩa là các bạn thu âm được riêng. Đấy. Ví dụ như cái loa này mình cắm một cái đàn guitar, một cái mic vào, và để khi mình thu âm là mình thu được riêng từng tiếng một. Đấy, mình thu âm được riêng là guitar và mic riêng, sau này mình về mình chỉnh sửa sau, mình có thể chỉnh cho guitar nó to lên hay nhỏ lên, mic to lên hay nhỏ lên, độc lập tùy theo ý của mình. Đấy, nó có hay ở chỗ đấy, tức là hai cái channel này nó xuất âm ra độc lập. Còn loa này thì chưa có các bạn nhé, chưa có cái tính năng đấy. Đấy, loa này chỉ có là xuất ra khi tín hiệu ra là đã được trộn rồi, đã được trộn như là rồi, nó chỉ xuất ra chung luôn. Đó. Rồi, đây là tính năng rất hay. Ok, bây giờ vừa rồi là mình đã miêu tả sơ qua về ba cái loa này. Thì bạn nào mà mua loa ủng hộ shop bạn anh nhé, giá tiền thì như sau. Cái này loa này là 8,9 triệu, trước đây là hơn 9 triệu, thì tùy theo từng thời điểm này đang giá đang tốt là 8,9 triệu. Loa này là 14,9 triệu và loa này là 22,5 triệu, thì hiện tại đang bán là 21 triệu. Ok, các bạn ủng hộ shop bạn anh thì liên hệ với bạn anh audio nha.